Con phải nói áp bồ dê, con với họ dê. Bồ dê giới thiệu nha. Bồ dê, con với họ dê. Hôm nay là sinh nhật của áp bồ dê, đúng không? Con của ba họ dê. Rồi. Sao? Áp bồ dê. Dê chỉ số mũi kìa, chỉ số mũi nhẹ nhàng. Rồi, vô. Để cái bánh này vô cho con. Cho Bi xong cái quay lại này, hai chị em mình tự sướng. Có gì? Cố lên, cố. Rồi, phục vụ văn nghệ bài đi. Phục vụ văn nghệ bài đi. Mẹ ơi. Hỏi cái con hai biết. Còn hát nghe bài hát, còn không nghe bài hát. Còn đứng kia.